Chiều nay, đoàn giám sát số 1 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng do ông Nguyễn Thành Tiến, trưởng ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố dẫn đầu, đã thực hiện việc giám sát Ủy ban nhân dân phường Tam Thuận, quận Thanh Khê về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. 9 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Tam Thuận đạt trên 83% kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng cơ bản được giữ vững phường đã tập trung xây dựng mới một nhà, sửa chữa bốn nhà cho đối tượng chính sách, trực tiếp đối thoại 40 hộ nghèo và 36 hộ cận nghèo để có giải pháp giúp đỡ. Mô hình thí điểm chính quyền đô thị được thực hiện nghiêm túc, bước đầu hoạt động ổn định. Đến nay, phường đã tổ chức 24 lượt tiếp dân, giải quyết 8 trên 8 đơn thư phản ánh của người dân. Tuy việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị gặp nhiều lúng túng do cùng lúc phải tập trung phòng chống COVID-19, qua buổi giám sát phường tâm thuận kiến nghị thành phố quan tâm nâng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách